Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại cái buổi học tiếp theo của chúng ta trong chương trình học lớp 11. Buổi trước chúng ta đã học cái bài số 1, bài đầu tiên là về sự điện ly. Chúng ta đã làm bài tập của phần đó là dạng số 1, phân biệt được chất điện ly. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài số 2 ạ. Bài số 2. Ở bài số 2 này thì thầy và chúng ta sẽ học về anh axit bazơ. Axit bazơ lưỡng tính và trung tính. Bữa ngày hôm nay chúng ta sẽ học về axit bazơ lưỡng tính, trung tính, chữ hơi xấu chút. Ở trong cái bài này nó rất là quan trọng của chúng ta. Nó sẽ quyết định cho chúng ta là việc chúng ta có học giỏi vô cơ từ giờ nhá cho đến toàn bộ năm lớp 12, quyết định khá là nhiều luôn. Các em cần lưu ý trong cái bài học này nhá, để học cho thật chuẩn nhá. Mình sẽ có A lớn axit. Theo sách giáo khoa văn cơ bản mà chúng ta vẫn đang học ấy, thì chúng ta sẽ phát biểu axit theo thuyết Arrhenius, nhưng mà trong quá trình thi ấy, thì chúng ta lại thi theo thuyết Brønsted. Chính vì vậy nên ở trong cái bài này thì mục tiêu chúng ta sẽ là đi xác định được anh nào có tính axit, anh nào có tính bazơ, anh nào có tính lưỡng tính, anh nào có tính trung tính trong dung dịch. Và như vậy thì thầy sẽ sử dụng cái thuyết Brønsted cho chúng ta nhé. Một nhỏ định nghĩa. Axit là chất nhá. Là chất. Chất này có thể là phân tử hoặc ion mà có khả năng nhường proton mắt cậu, nhường proton mắt cậu, định nghĩa là chất có khả năng nhường proton mắt cậu. Thế thì chất có khả năng nhường proton mắt cậu là gì? Ví dụ anh có khả năng nhường proton mắt cậu, ví dụ như là HCl đi, thì trong quá trình điện ly trong dịch thì nó cho ra thành H cộng cộng với Cl trừ. Chúng ta nhìn thấy chưa? Anh khả năng nhường proton mắt cậu. Nó là axit. Được chưa? Thì chúng ta có những cái anh axit là thường gặp. Hai nhỏ. Các axit thường gặp. Các axit thường gặp. Thì mình sẽ gặp anh axit đầu tiên là tất cả những anh mà có dạng HNA. Cái này chúng ta rất là quen nhá. Các axit thường gặp tất cả các anh có dạng HNA. HCl này. HNO3 này. H2SO4 này, là cái dạng mà hydro liên kết về gốc axit. H3PO4 này. Chương trình lớp 11 mình học này. H2SO3 này. Thầy sẽ viết hết. HClO này. HClO4 này. Một cái anh chất mới mà lớp 11 học CH3 COH vân 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 nhá. Thì những cái bọn này thì chúng ta nhìn phát chúng ta biết ngay nó là axit. Quanh này là mới thôi, quanh này mới thôi. Anh này axit acidic ở trong giấm ăn. Hai là các ion mà nó vai trò là axit. Ví dụ như NH4 cộng. Đấy, thì ở đây thì có mỗi anh NH4 cộng thôi, nên NH4 cộng rất là chú ý, bởi vì ví dụ như NH4 cộng bọn này thì chúng ta biết hết rồi. Ví dụ NH4 cộng thì nó sẽ là NH4 cộng này. Điện ly yếu này tạo thành NH3 này cộng với lại H cộng. Chúng ta nhìn thấy chưa? Nhường proton mắt cậu. Đấy nhá. Ba nhỏ cái này đặc biệt hơn và rất hay thi. Đó là các cation kim loại có hydroxit kết tủa. Hay gọi chung là cation kim loại mà có hydroxit kết tủa, hay nói chung là các cation kim loại đứng sau magie 2 cộng. Hay còn được gọi là các anh cation kim loại trung bình yếu. Khi nào ba cần mua? Bắt đầu từ magie 2 cộng trở đi là MgO2 lần kết tủa đúng không ạ? Áo
giáp, sắt. Nên sang phố hỏi cửa hàng á, đúng không? Vân vân vân. Thì những anh này là đều có tính axit. Trong này mình hay thi nhiều nhất nhôm 3 cộng, sắt 3 cộng, sắt 2 cộng. Đấy, những ca chiông kim loại có hydroxit kết tủa. Thế những cái anh ca chiông kim loại này có hydroxit kết tủa thì nó thể hiện tính axit như thế nào? Ví dụ như là nhôm 3 cộng nhá. Mà ở trong nước thì nó sẽ lấy OH trừ của nước cộng với H cộng nhiều một tô H cộng. Để cho thấy trong này chúng ta thấy có cái anh mới nhất là anh số 3, chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ. Thực tế chứng minh là cái anh dung dịch FeCl3 thì cho ông ta là luôn luôn nhá, FeCl3 luôn luôn nhúng quỷ và chuyển thành màu đỏ nhá. Thế thì chỗ này chúng ta phải nhớ nhá, cái này nó đặc biệt ạ, cái này rất đặc biệt, em cần lưu ý nhá. Đây là về axit B ạ, về bazơ một nhỏ định nghĩa bazơ là các chất có khả năng nhận proton H cộng, các chất có khả năng nhận proton H cộng. Thế thì tại sao lại gọi là H cộng là proton? Tại vì thế này, hydro là một nguyên tử cực kỳ đặc biệt, ở bên trong phân tử của hydro thì nó chỉ chứa là một anh proton và không chứa neutron. Thế thì nếu mà mất một e đi thì nó chính là proton đúng không ạ? Đấy, rất là dễ thôi. Mình có hai ví dụ như là anh NaOH này, mà nó mà điện ly hoàn toàn này, thì tạo thành Na cộng cộng OH trừ. Thế nên mình nhìn thấy là chưa có khả năng nhận H cộng, nhưng mình nhìn thấy có anh ion OH trừ này. OH trừ này mà hiện diện ở bên trong dung dịch bazơ thì nó sẽ đớp H cộng để tạo thành H2O đúng không? Nên đây là vẫn có khả năng nhận H cộng. OH trừ là minh chứng cho khả năng nhận H cộng. Hai nhỏ là các bazơ thường gặp. Các bazơ thường gặp. À, mình có các anh bazơ thường gặp, đó là anh đầu tiên là gì ạ? Là tất cả các cái anh mà có dạng M OH tất cả N lần trừ 5 hydroxit lượng tĩnh. Trừ 5 hydroxit lượng tĩnh. 5 hydroxit lượng tĩnh tí vào phần lượng tĩnh chúng ta sẽ nhắc nhé. Trừ 5 hydroxit lượng tĩnh. Tí vào phần lượng tĩnh mình sẽ nhắc đến 5 hydroxit lượng tĩnh này. Vậy ạ, mình sẽ có này. Khi KOH nào NaOH 3 BaO 2 lần cần CaO 2 lần mua MgO 2 lần. Áo không nhá. Giáp không nhá. Sắt FeO 2 lần. Nên sang mình để mấy cái ít thi ạ. Phố hỏi cửa CO hai lần hàng á AgO không tồn tại FeOH 3 lần. Đây là những anh bazơ thường gặp một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám anh bazơ thường gặp, trong này không có anh hydroxit lượng tĩnh nào. Đấy chưa, thứ hai là anh NH3. Tại sao anh NH3 đặc biệt? Tại vì NH3 này thì nó tan trong nước. NH3 này cộng với lại H2O này, mũi tên hai chiều này, tạo thành NH4 cộng này, cộng với lại OH trừ này. Đấy. Thì ngay lập tức là chúng ta sẽ nhìn thấy luôn là anh này là có tính đây cho ra OH trừ, là có khả năng nhường proton H cộng, nhận proton H cộng. Anh số 3 nhá. Số 3. Anh số 3 là thằng này đặc biệt này, thằng này hay thi này. Đó là các anion anion của gốc axit yếu. Gốc axit yếu. Nhưng mà nó lại phải không còn hydro.
nhá, anion của gốc axit yếu nhưng mà lại không còn hydro. Ví dụ như là cái anh axit yếu mà chúng ta hay học nhiều nhất đó là anh H2SO3 thì không còn hydro, ion CO3 chứ. Anh axit yếu thứ hai của lớp 10 mình học đó là H2SO3 thì anion của nó là SO3 2 chữ. H2S S2 chữ. H3PO4 PO4 3 chữ. Đúng không ạ? HClO thì nó là ClO chữ. CH3COH thì nó là CH3COO chữ. Được chưa? Đấy, đây là các anion gốc axit yếu không còn hydro. Ví dụ như đây mình lấy ví dụ. Ví dụ như anh CO2 trừ nhá. CO3 2 trừ thì nó sẽ tác dụng với H cộng để tạo thành HCO3 trừ. Thì đúng là lấy nhận proton H cộng. Đúng chưa? Thì những cái thằng này là những thằng quan trọng phải nhớ này. CO3 2 trừ, SO3 trừ, S2 trừ. Nói chung là chúng ta phải nhớ hết. Nhưng mà thường hay thi mấy anh đầu đầu này thôi nhá. Đấy là về bao giờ. Được không ạ? Bây giờ mình sang C lượng tính. C lượng tính. C lượng tính. Lượng tính. Một nhỏ định nghĩa. Lượng tính là gì? Lượng tính thì vừa nãy mình đã có nhá, axit là chất có khả năng nhường proton H cộng. Bazơ là chất có khả năng nhận proton H cộng. Vậy lưỡng tính là chất mà vừa có khả năng nhường, vừa có khả năng nhường mà lại vừa có khả năng nhận proton H cộng. Chất vừa có khả năng nhường vừa khả năng nhận proton H cộng thì nó được gọi là lượng tính. Ví dụ như là anh ion HCO3 trừ thì nó nhận H cộng thì nó sẽ tạo thành là H2CO3 và H2CO3 kém bền ngay lập tức phân hủy tạo thành H2O cộng CO2. Đây là một vài cái căn bản của hóa thôi, nó nắm một vài cái căn bản này chúng ta làm cái gì cũng biết. Hoặc trong một diễn biến khác thì HCO3 trừ có thể tác dụng được với OH trừ để tạo thành CO32 trừ cộng H2O. Đấy, vừa có khả năng nhường mà vừa có khả năng nhận proton H cộng. Hai nhỏ chúng ta quan tâm hơn ạ, là các chất lưỡng tính mà chúng ta thường gặp. Các chất lưỡng tính mà chúng ta thường gặp. Đầu tiên ạ. Đầu tiên là 5 hydroxit lưỡng tính ạ. 5 hydroxit lưỡng tính. Cái này phải thuộc lòng nhá. Đây là những cái nền tảng nhất của học vô cơ. Nhôm hydroxit, kẽm hydroxit, chrome hydroxit, chrome học lớp 12, chì hydroxit và thiếc hydroxit. Trong đó anh nhôm hydroxit đây là biểu thị ở dưới dạng bazơ, còn nó còn một cái biểu thị dưới dạng axit khác đó là H AlO2 ngậm một nước. Tên của nó là axit aluminic. Dĩ nhiên anh này vẫn còn một cái tên nữa là tên là nhôm hydroxit nhé. Tương tự như vậy thì anh kẽm cũng còn một cách biểu diễn khác đó là H2ZnO2 thì tên của nó là axit zimitic. Tương tự như vậy anh chrome thì còn có một cách biểu thị nữa đó là HCrO2 cộng một nước, axit chromic. Năm anh hydroxit lưỡng tính nhưng chúng ta thường hay thi ba canh đầu này thôi nhá, còn nhớ năm anh để cho nó đủ. Thì tương tự như vậy thì dẫn đến thì nó sẽ có các oxit lưỡng tính. Oxit lưỡng tính. Oxit của Al2O3 là
của AlH3 lần Al2O3. Của kẽm thì nó là ZnO. Của crom thì nó là Cr2O3. Được chưa? Vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ ba hydroxy lượng tính này thôi. Ba nhỏ là các ion lưỡng tính, là các anion gốc axit yếu. Và còn hydro. Ion gốc axit yếu và còn hydro. Nhá, anion gốc axit yếu còn hydro. Thì các gốc axit yếu mình đã học ạ. Thì mình đã có là thằng gì ạ? HCO3 trừ đúng không? H2 đi từ H2CO3 thì mình có HCO3 trừ này. Đúng không? Đi từ H2SO3 thì mình có là HSO3 trừ này. Đi từ H2S thì mình có HS trừ này. Đi từ H3P4 thì mình có H2PO4 trừ và HPO42 trừ. Vân vân. Đấy. Được chưa? Là các anion gốc axit yếu và còn hydro. Đấy, đấy là về phần lượng tính nhá. Về phần lượng tính. Thế thì trong cái phần lượng tính này thì chúng ta đã có ví dụ ở bên trên rồi nên mình không cần ví dụ lại nữa. Cần nắm được những cái này thôi. Nên đây mình học tóm tắt. D là trung tính. D trung tính. Một nhỏ định nghĩa. Định nghĩa. Trung tính là gì? Thì mình có là axit là chất có khả năng nhường proton H cộng và nhận. Còn bazơ là chất có khả năng nhận proton H cộng. Lưỡng tính thì vừa có khả năng nhường vừa có khả năng nhận. Vậy trung tính thì là chất mà không có khả năng nhường. Và nhận không có khả năng nhường nhận proton H cộng. Các em chú ý đây là những cái bài đại cương, những cái bài đại cương lúc nào cũng khó bởi vì là mình chưa có học. Sau này mình làm bài tập nhiều, mình làm lý thuyết nhiều thì mình quen rồi là mình sẽ nhớ được nó thôi nhé. Là chất khả năng nhường và nhận proton H cộng. Hai nhỏ. Các chất trung tính chúng ta sẽ biết. Các chất trung tính chúng ta sẽ gặp. Một nhỏ là các cation của kim loại mạnh. Các cation kim loại mạnh này thì là nó đứng trước magie khi nào ba cần mua áo nhá, đứng trước magie. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hội cửa hàng Á Phiêu. Hai là các anion của kim loại mạnh. Các anion kim loại mạnh. Có nghĩa là sorry, các anion gốc axit mạnh chuẩn. Anion của gốc axit mạnh. Gốc axit mạnh. Ví dụ như mình có là axit HCl hydrochlorua đấy. Axit chloric là axit mạnh, vậy thì anion nó là HCl trừ này. H2O4 thì SO42 trừ này. NO3, HNO3 thì là NO3 trừ này. HClO4 thì nó là ClO4 trừ này. Vân vân, nhưng chúng ta thường hay thi ba thằng đầu tiên này thôi. Nhá. Thì nó không có khả năng nhận proton H cộng. Chẳng có năng nhường proton H cộng. Ba nhỏ là các oxit trung tính. Thì trong toàn bộ chương trình hóa học lớp cấp 3 thì chúng ta chỉ học có hai oxit trung tính thôi, CO và NO. Hai anh này nó chẳng tác dụng với ai cả. Hai này nó không tác dụng với một thằng nào hết. Đấy, thì trên đây chúng ta vừa xét về axit này, bazơ này, lưỡng tính này và trung tính nhá. Các em chú ý về phần này.